Đấy. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để cảnh báo với mọi nhà đầu tư và dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng xuyên suốt trong giá trị giao dịch thực tế trên thị trường. Cả một chặng đường dài là những chuỗi giá trị mà bản thân tôi phải dẫn chứng cụ thể, trực tiếp và minh chứng thực tế trên thị trường cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng theo dõi. Tôi chia sẻ và cho mọi nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị thực tế này trên thị trường, trên con đường mà bản thân chính các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex nên đi chậm lại để hiểu rõ, nên đi chậm lại để nhìn nhận đúng, chứ đừng lao vào với những bánh vẽ lợi nhuận, với những giá trị đi bợ của những kẻ tự phong cho mình là áo quân Forex thế giới hoặc trader triệu đô cũng như là nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường rồi phong bản đưa bản thân mình lên là thầy dạy giao dịch Forex mà ngay cả chính những chứng minh thực tế vận dụng áp dụng vào trong thị trường còn không giao dịch được thì làm sao mà nhà đầu tư ra ngoài có thể vận dụng áp dụng được vào trong thực tế trên thị trường. Tôi chia sẻ cho nhà đầu tư để nhà đầu tư cùng nhìn nhận, để nhà đầu tư cùng đánh giá và những thực tiễn tôi minh chứng là đều có giá trị cơ sở để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư theo dõi và đánh giá thực tế về những giá trị này. Mời nhà đầu tư theo dõi. Đó, hôm qua phải em nhồi thêm không? Đó. Rồi cho anh xem từ những cái lúc mà nó âm lạnh có không? Đã có. Đó, thấy ok chưa? Trợn cả mắt ra. Đó, đâu phải là tự dưng ra mà có được như ngày hôm nay. Đó, vào trong room có phải em post từ lúc mà em âm lệnh cho đến lúc dương không? Vâng. Đánh người ta đánh like, người ta đánh thực tế như vậy ý mới là đánh chứ. Theo thì còn lâu mà theo được em. Nó hôm qua em bốt cho ông kia bảo sell đúng chuẩn, sell không? Cấm bài. Thấy em limit này. Nhưng mà em đâu có rảnh nó ra bên ngoài em bút lại tắt em làm em xử lý ngồi với em thấy đúng không? Cái đâu ra mà đòi mà công không ra em làm công không cho mà ăn.
À, anh ngồi anh theo dõi em, anh thấy em đánh bình tĩnh không? Từ tài khoản nhỏ đến tài khoản lớn không? Hôm qua tài khoản lớn em có bị tâm lý Có tài không? Không khoản nha. nhỏ. Thì tài khoản nhỏ là ít nhưng mà tập trung kinh cao cao độ không? Đó. Chứ đâu phải mà cứ đánh lớn thì người ta mới cẩn thận, hoặc là đánh nhỏ thì người ta buông, làm sao mà có chuyện đấy. Người ta nhỏ ít tiền nhưng phải tập làm sao để giữ cái gì mà nó lên. Vặn số nót không thể vặn Xong rồi xuống cái có mặt zin cái lại nhồi đúng không? có được vài đô lại rồi tiếp. Rồi nhồi quả đẹp không? Đó, 20 lót đấy. Rồi tài khoản 29 đô quất lên đấy. Hôm qua tính bảo đưa cái 500 đây tôi vít cho full. Đang ở đâu đấy? Alo? Ủa gì mà mất sóng vậy? Đấy, bên ngoài cứ bảo đánh được nhưng mà mẹ có bao giờ thấy bọn nó đánh đúng không? Like hay là để mô trả lời cho bên ngoài biết. Alo, đó đang gửi link đây lên mà xem, đang like trực tiếp đây. Ừ. Đó thấy không? Đó, vẫn lời này bằng mấy ngày người ta đi kiếm tiền ái trưởng.
Vào đâu? Vào đâu mà vào? Nam á? Bao giờ vào? Đâu có, đang ở Hà Nội mà. Chuẩn bị về Mộc Châu, Lan Châu. Học viên này. Toàn học viên thì mình mới inbox, mình mới trao đổi chứ. Còn ngoài ra mình đâu có ấy, mình không có linh tinh nhỉ. Còn đây là anh em chơi chứng khoán từ những năm 2006, 2007 của mình đến giờ. Đó, đây là phó tổng của Hưng Thịnh Lên này. Đó, nó chơi chứng khoán mình từ năm 2007, là tính gần mười mấy, 20 năm rồi này. Trước là anh vào chứng khoán trước, xong là đi. Nói chung là thị trường đầu tư mình ăn hết. Đó, anh vào đây thực tế anh thấy rõ hết. Có đúng ngồi đây một lần mấy kênh không? Bitcoin. À, mình chào anh em nha. Ngồi live nó cũng thế. Thế nha. Rồi, chúc anh em giao dịch thành công. Nhìn vào trong thực tế để mà đánh giá. Chiều nay nó đổ tiếp.